Chelsea sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ Champions League của mình và họ bắt đầu vòng đấu loại trực tiếp với một đối thủ khá dễ thở, đó là Lille. Lille hiện đang đứng ở vị trí thứ 11 tại Ligue 1, kém đội đầu bảng Paris Saint-Germain 23 điểm. Nhưng ở đấu trường Champions League, họ chính là đội bóng đứng đầu bảng G với những cái tên như RB Salzburg, Sevilla và Wolfsburg. Những cầu thủ đáng chú ý nhất mà bạn có thể biết trong đội hình của Lille bao gồm cựu hậu vệ của Southampton và West Ham, Joseph Fonte, Hatem Ben Arfa, người đã gia nhập câu lạc bộ với tư cách là cầu thủ tự do và tháng riêng, và cả ngôi sao của Bồ Đào Nha tại Euro 2020, Renato Sanchez. Nhà đương kim vô địch của Ligue 1 sẽ hành quân đến Tây London với hy vọng lịch sử không lặp lại. Hai đội đã gặp nhau lần cuối vòng bảng của Champions League mùa 2019-2020 với cả hai chiến thắng 2-1 nghiêng về phía Chelsea. Đội bóng huấn luyện viên Jocelyn Gouvenec mới chỉ có lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp kể từ năm 2006-2007. Họ rời giải đó khi thua chung cuộc 2-0 trước Manchester United. Ở hiện tại, Lille đang có phong độ không cao khi họ bị ứng cử viên xuống hạng Met cầm hòa không bàn thắng vào tối thứ 6 và đến thủ đô nước Anh với thành tích chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Lille đã không giữ sạch lưới trên sân khách ở Champions League kể từ năm 2014. Khó mà nói rằng thành tích đó có thể kết thúc ở năm nay. The Blue hiện tại lại không được xem là ứng cử viên Champions League hàng đầu cho mùa này. Nhưng như năm 2021, họ sẽ bất chấp mọi kỳ vọng cùng với việc phong độ sân nhà của Chelsea tại pháo đài là Stamford Bridge là rất tốt khi họ giành chiến thắng trong 4 trận Champions League gần nhất mà không để thủng lưới bàn nào. Và chưa kể từ tháng 9, Chelsea cũng chưa nhận thất bại nào tại đây cả. Mason Mount hiện vẫn đang phải vật lộn với chấn thương mắt cá chân. Cesar Aspilicueta thì có vài tiến triển, trong khi Callum Hudson-Odoi thậm chí có thể ra sân. Ben Chilwell tiếp tục hồi phục sau chấn thương ACL nghiêm trọng của anh ấy khi Rick James được thông báo sẽ sớm trở lại sau chấn thương gân khuèo. Những hậu vệ phải sẽ không có mặt trong trận lượt đi vì bị cúm. Trong khi đó với Lille, Angel Gomez là mối quan tâm duy nhất về chấn thương của đội khách sau khi tiền đạo này gặp vấn đề ở bắp chân chỉ ở phút 27 trong trận đấu với Met tuần trước. Vì vậy cơ hội ra sân cho Hatem Ben Arfa hoặc Timothy Weah ở Stamford Bridge là rất lớn. Thẻ đỏ của Edon Zekrova ở giải quốc nội vào cuối tuần không có ý nghĩa gì đối với trận đấu này, nhưng cầu thủ này không chắc sẽ xuất phát. Lille cũng sẽ phải tính đến chuyện Joseph Fonte và Murat Yilmaz sẽ bỏ lỡ trận lượt về nếu họ bị phạt thẻ. Tuchel đã đề cập rằng Kepa Azizabloga chơi rất tốt trong các trận đấu gần đây, đến mức anh có thể là số 1 của Chelsea. Đó hẳn là lời lăng xê học trò để động viên, nhưng nhiều cổ động viên cũng mong đợi sẽ thấy Kepa thường xuyên xuất hiện trong khung gỗ. Đây rõ ràng là công lao cho cầu thủ người Tây Ban Nha và nó cũng không lấy gì làm mất đi phong độ chói sáng của Edouard Mendy. Tuchel có thể sẽ lại sử dụng bộ đôi Antonio Rudiger và Thiago Silva cho tuyến giữa của hàng phòng ngự, nhưng ông có thể có một chút thay đổi ở vị trí hậu vệ trái, với Malangsa nhiều khả năng sẽ nhường chỗ cho Marcos Alonso để tăng cường khả năng tấn công ở cánh trái. Andreas Christensen trong khi đó nên tiếp tục đá thay cho Aspilicueta ở vị trí hậu vệ phải khi đội trưởng của Chelsea vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Sự điềm tĩnh và những đường truyền hiệu quả của Christensen đã giúp Chelsea rất nhiều trong trận đấu với Palace và những điều đó có thể sẽ trở lại hữu ích trong trận đấu với Lille. Điều thú vị là Tuchel bây giờ có thể phải coi anh chàng này là một lựa chọn hậu vệ phải tiềm năng trong tương lai. Tuchel có thể lấy trận với Crystal Palace làm ví dụ để đưa ra những chỉnh sửa hàng tiền vệ, để tìm kiếm sự vững chắc hơn ở hàng tiền vệ. Chiến lược gia người Đức có thể lựa chọn sơ đồ 4-3-3 với 3 tiền vệ trung tâm. Jorginho và N'Golo Kanté tất nhiên vẫn là cặp đôi được sử dụng. Tương tự như Jorginho, N'Golo Kanté không có màn thể hiện tốt trước Crystal Palace. Anh chỉ thắng 4 trong số 9 tình huống tranh chấp trong trận đấu và cũng bỏ lỡ một trong số ít cơ hội lớn mà The Blue tạo ra. Dù vậy, Chelsea vẫn có cơ hội cao hơn để giành chiến thắng khi có Kanté. Kanté giảm tải rất nhiều công việc cho các tiền vệ khác. Anh cũng là nhân tố chủ chốt trong giai đoạn sau của chiến dịch Champions League mùa trước của Chelsea và hãy xem điều đó đã diễn ra như thế nào khi vòng knock out đã trở lại. Nhưng thay vì Christian Pulisic đóng vai trò số 10 thì trong trường hợp không có Mason Mount, có thể Mateo Kovacic sẽ được chọn chơi lùi sâu hơn để hoạt động như một số 8 hỗ trợ cho Jorginho và Kanté. Tác động của Kovacic là rõ ràng khi anh được tung vào sân trong trận đấu với Crystal Palace. Chelsea đã thiếu cơ động cần thiết trước thời gian đó. Kovacic chỉ chơi 16 phút trước các học trò của Patrick Vieira, nhưng đó là 16 phút quan trọng. The Blue không thể làm nên chuyện nếu không có bộ kỹ năng của tiền vệ này. Còn trên hàng công, Romelu Lukaku gần như được đảm bảo suất đá chính ở Chelsea hiện tại, với hy vọng ghi dấu ấn tại Champions League sau màn thể hiện không được như ý trong lần trở lại Premier League. Lukaku nên được hợp tác với Hakim Ziyech ở cánh phải, trong khi Kai Havertz có thể chiếm giữ vị trí ở cánh đối diện. Ziyech đã giải cứu Chelsea trong trận đấu với Crystal Palace, giống như việc anh đã làm trong trận gặp Bradford và nhiều đội khác trong quãng thời gian gần đây.
Cầu thủ người Maroc là một ví dụ về lý do tại sao bạn không nên loại bỏ các cầu thủ nào đó sớm trong bóng đá chuyên nghiệp. Ziyech là người đóng vai trò quan trọng trong trận đấu với Tottenham trước khi Chelsea trải qua 27 ngày không có trận đấu nào ở Premier League. Điều này có thể tiếp tục được nhắc tới, đặc biệt là dưới ánh đèn rực rỡ nhất của Champions League. Có nhiều ý kiến cho rằng Callum Hudson-Odoi hiện cần được ra sân hơn là Kai Havertz. Thật khó để giải thích lý do tại sao Hudson-Odoi lại làm phật lòng huấn luyện viên của anh một lần nữa. Nhưng thực tế là Hudson-Odoi là người tịnh tiến bóng tốt nhất của Chelsea trong quãng thời gian này. Cầu thủ trẻ người Anh nên được trao cơ hội nhiều hơn, đặc biệt là ở vị trí bên trái hàng tấn công 3 người. Trên thực tế, Hudson dẫn đầu tất cả cầu thủ Chelsea về số đường truyền quan trọng trên cơ hội lớn tạo ra mỗi trận. Anh đã kiến tạo một bàn thắng trong trận chung kết Club World Cup và chắc chắn có thể cống hiến nhiều hơn, sáng tạo hơn một số cầu thủ khác. Linh nhiều khả năng sẽ ra sân với đội hình 4-4-2 quen thuộc với thủ thành Jardim trong khung gỗ. Bộ tứ của họ lần lượt sẽ là Jose Fonte và Sven Botman đảm nhiệm hai vị trí trung vệ. Celik sẽ chơi vị trí hậu vệ cánh phải, trong khi Gabriel Gudmundsson chơi cánh đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Benjamin Andre và Seca sẽ kết hợp cùng nhau với sự hỗ trợ của Jonathan Bamba và Timothy Weah ở hai bên cánh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kuvenek chắc chắn sẽ phải cân đo đong đếm kỹ càng trong việc chọn Seca hay sử dụng Renato Sanchez. Hàng công tiếp tục là sự kết hợp giữa bộ đôi Burak Yılmaz và Jonathan David. Luôn có nguy cơ Lin có thể xuyên thủng hàng phòng ngự Chelsea khi David và Yılmaz song hành. Nhưng phong độ của Les Dugger kể từ đầu năm khiến cho việc hình dung ra bất kỳ cú sốc nào sẽ xuất hiện ở thủ đô nước Anh là vô cùng khó khăn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là Chelsea đang gặp khó khăn. Tuchel đã thừa nhận đội bóng của ông đã may mắn thắng Crystal Palace và huấn luyện viên người Đức cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho lối chơi kém cỏi mà tập thể này đang trình diễn. Tuchel đã nói về những trở ngại mà Chelsea phải đối mặt kể từ khi trở về từ Abu Dhabi. Ông lưu ý việc thiếu ngủ ở UAE, nhiệt độ thay đổi và nhiều cầu thủ bị lạnh do điều hòa trên máy bay là những lý do khiến màn trình diễn trong ngày trở lại không được đẹp mắt. The Blue vẫn đang có những chiến thắng, nhưng mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên tồi tệ nếu họ tiếp tục chơi theo cách này và bắt đầu thua cuộc. Chelsea đang có một lực lượng đã dần khỏe mạnh trở lại và họ cũng nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho mỗi trận đấu. Những lý do sẽ ít dần đi và họ cần sửa chữa chính mình trước khi bước vào giai đoạn khó khăn hơn hiện tại. Không có nhiều cơ hội cho Lin ở cuộc đụng độ này, nhưng Jose Fonte, đội trưởng của họ đang tin vào việc họ sẽ khiến Chelsea thực sự gặp khó cho dù kết quả thế nào. Gia đình của Fonte sống ở London dù cho anh đang thi đấu ở Pháp. Và khi trở lại đây nó cũng chẳng khác nào là một chuyến thăm nhà. Kể từ khi ký hợp đồng với Lin, cuộc sống của Fonte đã thay đổi rất nhiều và anh phải tìm cách để làm cân bằng nó. Nhưng chính đội trưởng của câu lạc bộ này cũng đầy tự hào với những gì mà cả tập thể đã làm được trong vài năm qua. Họ đã tạo ra những bất ngờ và không ngại để mang đến một bất ngờ nữa cho nhà đương kim vô địch của Champions League.